quay nhìn giống nha. Nhìn các bạn thấy nhìn giống không? Giống nhân vật nào trong game không? Úi giời ơi, tôi đấy. Đây để cho các bạn coi Jimmy nha. Các bạn à, thật ra đây để cho tôi nói cho các bạn nghe, thật ra là không có một cái ai bút hết, nhưng mà tất cả mọi thứ là do tôi bút các bạn nha. Đó, thật ra là tôi là người đứng sau mọi chuyện. Thì hôm nay là ngày gì thì các bạn coi tới khúc cuối đi, bảo đảm cái thứ này là cái thứ mà các bạn mong chờ, các bạn kêu mình mỗi ngày. Thì đây, ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm nó và bí mật cho Jimmy. Jimmy cũng không biết gì đâu các bạn à, chỉ có tôi biết thôi và những người anh này làm cho tôi thôi. Ok. Hello, mấy đứa em của anh Hi Ha. Sao? Hôm nay có muốn lời gì gửi cho anh Hi Ha với chị Jimmy không? Nghe nói hôm nay hai người thì đã theo hai người từ rất là lâu. Nghe tin này thì thật sự rất là vui và chúc là hai người hạnh phúc. Cuối cùng ngày này cũng tới các bạn, ngày mai của chúng ta đã tới rồi. Ngày mai đã tới rồi. Tại em cũng mới vô team mà. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Đó là thật ra đó, cái mọi thứ ở đây á, đều là do tôi sắp đặt. Tôi là người đứng sau mọi chuyện, mỗi cái mà chơi đồ á thì cứ tôi cũng như là tôi thuê một người nào đó làm mini game cho chơi cái kiểu nguyên ngày hôm nay, giống như là một buổi đi quay hình vậy các bạn hiểu không? Đó, sau đó là khúc cuối là chuyện gì đó nó cũng sẽ đến thôi. Các bạn nhớ coi tới khúc cuối để tôi bật mí cái bí mật đó nha. Yes sir. Xin được chào mừng tất cả các bạn cùng đến với buổi trải nghiệm hôm nay. Và sau buổi trải nghiệm này thì chúng ta hy vọng sẽ có một tựa game rất là hấp dẫn và bùng nổ. Và tôi cũng xin được giới thiệu đến tất cả các bạn, ngày hôm nay sẽ có hai nhân vật khách mời rất là đặc biệt sẽ góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được giới thiệu sự có mặt của Hi Ha và Yumi. Xin chào, em là Hi Ha. Em sẽ cố gắng ngày hôm nay sẽ là vui nhất. Dạ, hôm nay em đến đây em rất là mong sẽ có nhiều điều thú vị cho em khám phá. Yay! Và tất cả chúng ta đều mong chờ điều đó và hy vọng buổi trải nghiệm ngày hôm nay sẽ mang đến cho tất cả chúng ta rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn trong cái tựa game lần này nhé. Rồi, bây giờ mình chuyển sang chơi siêu game luôn ha. Câu đầu tiên, ai là người ghiền mạng xã hội nhiều hơn? 1, 2, 3. Thôi xem. Ha, Hi Ha và Hi Ha. Rồi, chính xác như vậy là trùng khớp. Chúng ta vỗ tay cho hai bạn nào. Ai là người tỏ tình trước hai bạn? 1, 2, 3. Chắc quên rồi. Bên này thì nó là Yumi. Còn bên này cũng là Yumi. Vỗ tay cho Yumi. Yeah, một cô gái rất là mạnh mẽ, cá tính nữa đúng không? Rồi,
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trò chơi tìm điểm khác biệt. Với trò chơi ngày hôm nay thì nhiệm vụ của hai bạn sẽ tìm trong set quay ngày hôm nay 5 chú heo màu hồng rất là đáng yêu. Rồi sau khi mà tìm xong 5 chú heo đó thì chúng ta phải tìm được một điểm khác biệt với các chú heo còn lại. Và thời gian okay. bắt đầu. Rồi tìm heo đi. Thấy rồi. Lẹ vậy. Nè. Một bé. Một bé. Hai bé. Con này nó không có đuôi. Đúng rồi. À. Cái này nè, hai cái đuôi này nó thấp ở dưới, còn cái này nó cao lên nè, đúng không? Hai cái con này cái đuôi nó thấp xuống dưới. Đúng rồi. Các bạn nhìn xem đằng sau chúng ta có một món quà rất là to bự. Nhưng để nhận được món quà này thì các bạn cần phải vượt qua game tiếp theo này. Và trò chơi của chúng ta như sau, các bạn lắng nghe nhé. Chúng ta sẽ thu thập 4 con số để mở khóa cho phần quà lớn này. Và các con số này sẽ được ban tổ chức cất giấu ở các chi tiết trong set quay ngày hôm nay. Rồi sẽ có những con số ở trong khu vực này. Đây là trò chơi cá nhân tiếp sức và ở lượt của mình. Trong vòng 10 phút, Hiha và Yumi phải tìm ra ít nhất 2 trên 4 số trong mật mã. Khi đã có đủ 4 số kết hợp từ hai game đầu tiên để tìm ra mật mã thì 4, thử thách này chúng ta sẽ được hoàn thành và các bạn sẽ chuẩn bị mở quà nếu như các bạn hoàn thành nhé. À, là có 4 số mình lấy 2. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu game nhé. Rồi, 1, 2, 3. Yeah. Không phải. Lừa. Còn nhiêu lượt không à? Tàn lượt không à? Bây giờ chỉ đợi Jimmy thôi, đợi Jimmy cứu thôi, ta này hết cứu rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp chân của Hiha để đi tìm thôi các bạn ơi. Mình tìm được một cái đầu tiên. Ta da. Không phải mật mã. Lừa dữ vậy. Mật mã là một thông tin về thời gian. Mật mã là một thông tin liên quan đến Hiha và Jimmy. Dạ, cái mật mã là cái này à? Đúng rồi, là 4 con số. 4 con số này thì liên quan tới ngày sinh của em. Ngày sinh của em? Dạ. Ví dụ là em sẽ sắp xếp như thế nào? Em sẽ sắp xếp nó là 12 tháng 7 à. 12 tháng 7 à? Dạ. Đáp án chưa chính xác. Chưa chính xác. Tại liên quan tới cả Hiha nữa. À, là lúc mà em và Hiha quen được nhau vào 2017 ạ. 2017 ạ? Dạ. Chính xác. Yeah. Rồi, anh thể hay là anh được xác nhận 2017 là một mã chính xác. Và như vậy thì du binh đã chơi hoàn toàn trong cái thời gian 10 phút và phần quà lớn nhất phía sau sẽ thuộc về du binh. Bây giờ anh sẽ mời du binh quay về phía phần quà nha. Dạ. Và mình đứng đây an toàn xíu nè. Rồi, ban tổ chức có thể giúp anh là chuẩn bị cái phần mở quà cho Yumi khi được không ạ? Rồi, và sau đây là cái phần quà lớn nhất của ngày hôm nay dành cho Yumi khi là chiến thắng thử thách lớn của chúng ta. 3, 2, 1, mở quà. Yeah.
chứ. Nói nó nói to lên, nói lên anh hiểu sao anh em cứ động lượng em rồi. Đâu lâu xíu để mọi người quay nè. Hôm nay, hôm nay, hôm nay, hôm nay, hôm nay, hôm nay. Lâu 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 lên, lâu món quà mà tôi làm cho Jimmy đó. Đó, cái bạn luôn hỏi tôi là ngày mai đúng không? Thì đây, ngày mai đây. Ngày mai đây. Yes. Ngày mai của các bạn đây. Ok. Bây giờ thì chờ tôi nha. Tôi sợ quá. Jimmy. Một chút thời gian để bạn nhất sử dụng hiệu ứng sân khấu à. Chưa giống một game hả? Konnichiwa, ratatata, xin chào bạn đã quay trở lại. Mình là Hi Ha. Quay chưa? Hello, xin chào mọi người, mình là Jimmy, mình đã trở lại rồi đây. Là tụi mình đã quen nhau từ 2017 cho đến hôm nay là 2023, chắc cũng được 6-7 năm gì rồi. Thực ra là mình và Hi Ha đã quen nhau từ 2016 rồi mọi người à. Cái trò chơi hồi lúc nãy là sai nha mọi người, 2017 là sai nha mọi người. Ông Hia này ổng hay quên quá. Từ không có gì đến bây giờ. Lúc nào Hia cũng tạo cho mình được một cái sự an toàn tuyệt đối. Cũng có tất cả mọi người, bạn bè chơi chung với mình nữa. Đây là thời điểm đẹp nhất để mình cầu hôn với Jimmy. Mình muốn, rất là muốn xử Hia nhưng mà vui quá vì cái món quà này nên thôi ghép lại không xử nữa. Jimmy vẫn không biết tất cả mọi thứ cái này là do mình làm. Bất ngờ, bồn chồn, không tin được luôn. Thì đó mình cứ nói đại là người ta bút Jimmy thôi đó. Nên mình cứ lừa chắc cũng lâu lắm rồi đó. Cũng 3-4 tháng để set up. Em cứ nghĩ là lúc đó vẫn là trò chơi thôi, vẫn là diễn quay thôi à. Khi mà em thấy cầm cái hộp chiếc nhẫn ra thì em mới nghĩ đó là thật. Cái cảm xúc mà cái lúc mà hồi nãy mà mình mở cái hộp ra đó chính là mình không cảm xúc. Và Hi Ha rất là ngại khi mà phải nói những cái lời yêu thương trước mặt tất cả mọi người, đông người nữa. Mình không nói được gì luôn, nói chung mình bị đơ người luôn. Lúc đó nó bị cái gì á. Nên là em hiểu cái đó của Hi Ha nên là em có thể là chấp nhận được cái việc đó để cho Hi Ha không phải kiểu mắc cỡ, ngại nguồn. Nên là có ngày hôm nay hạnh phúc chứ, hạnh phúc với cậu hôn chứ, đúng không? Ok. Ok. Và mình muốn nói là cảm ơn Hi Ha rất là nhiều, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã set up lên cái buổi này để tặng cho mình và Hi Ha. Cảm ơn Hi Ha vì thời gian qua đã chịu đựng tôi, cũng như là bên cạnh tôi và luôn luôn dành những tình cảm tốt nhất dành cho tôi. Và tôi mong là thời gian sắp tới ông sẽ dành thêm nhiều tình cảm tốt đẹp như vậy nữa cho tôi. Yêu nhiều lắm. He he. Ok, xong buổi tiệc. Ok. Đi đâu đây? Đi dự đám cưới ngày mai tới. Gì vậy ba? Cái nhỏ các bạn. Này con trai nha. Đó rồi, con trai. Con gái. Tiệc sau khi xong các bạn à. Ở này có cái bánh kem Minecraft nè. Tao quay bánh kem trời ơi. Đây là bánh kem Hi Ha Jimmy. Đâu? Nhưng mà cá hồi salmon luôn có trong Minecraft. Có luôn. Đúng rồi. Có luôn. Cá hồi Nemo. Đâu có cá hồi. Cá hồi Nemo ăn này kỳ ha. Đây này có cơm chiên tôm nè. Dưa hấu mà.
trái cây nè. Cái này là gì vậy? Này là gì? Cái này là gì? Bánh gì? Trái cây. Bánh trái cây nè. Thì Ngáo nói là đến thời điểm thích hợp nhất thì em sẽ nói cho chị biết. Mày hay lắm. Phải tại chứ. Khúc đó tao chỉ im lặng luôn, tao không biết nói gì. Trời nghe mây nhiều quá. Bảo mà. Cái cái. Nghe bảo không? Bảo đúng quá luôn nghe. Đâu? Nghe là cái nào? Gì ra lắm. Đâu? Cái chuyện gì xảy ra chứ biết gì đâu. Ok không? Ok. Ôi. Ôi ơi, mệt ơi. Ê. Ê. Quay cái gì trời ơi, quay. Ê, ngại quá.